Ngay lập tức khi tối qua Bitcoin lại có một pha lên test lại khu vực đỉnh cũ ở 30.100 thì ngay sau đó chúng ta đã thấy hai cây nến H4 vào vừa tối và rạng sáng ngày hôm nay đã là hai cây nến cực kỳ xấu và gần như giá nó đã kéo nỗ lực phá bỏ tất cả những cái nỗ lực trước đó khi lên đến vùng 30.000 và sau đó là một cái nhịp điều chỉnh về đến khu vực là 29.300 và gần như đây là một cái nhịp quay về lại test lại những cái khu vực dưới này và nhìn chung nếu mà chúng ta xét trên một cái góc độ ở trên khung H4 và khung D1 thì hiện tại nó vẫn có những dấu hiệu lạc quan nhất định và cái việc giá nó rơi về vào cái khung thời gian tối ngày hôm qua thì cũng là một cái việc điều chỉnh khá là hợp lý và chúng ta nên quan sát tại cái thời điểm này và ở đây nó sẽ có một số các cái điều quan trọng cần lưu ý và mình sẽ nốt lại cho anh em chúng ta để ý trong video ngày hôm nay và trước khi chúng ta tiếp Tiếp tục nội dung chính của ngày hôm nay. Nếu các bạn là trader mới trên thị trường hoặc các bạn đang cần tìm một nơi để cập nhật thêm những tin tức, những tín hiệu, kế hoạch giao dịch ngắn hạn và dài hạn về Bitcoin, Oncoin ở thị trường crypto hoặc thị trường forex như vàng, dầu, những cặp chỉ số thì các bạn hãy tham gia nhóm Telegram Farm Trading với mình để cùng giao lưu và chia sẻ. Đây là nhóm hoàn toàn miễn phí và để tham gia thì các bạn vào trong phần mô tả ở dưới bất kỳ video nào của mình, kéo xuống phần phía dưới các bạn bấm vào đường link này t.me/farmtradingchannel. Bên cạnh đó các bạn muốn quan tâm đến Đến các kênh có nhiều kèo tín hiệu với chất lượng cao hơn thì các bạn có thể bấm vào hai đường link này để vào kênh forex miễn phí và kênh vip crypto anh em đừng quên bấm đăng ký kênh youtube của farm trading ở đây và ấn vào hình chuông thông báo tất cả này để mỗi khi mình ra video mới mọi người sẽ nhận được thông báo ngay mà không bị bỏ sót và để tiếp tục thì chúng ta hãy đến với những nội dung chính của video ngày hôm nay Hello xin chào tất cả anh em đã đến với channel của Farm Trading ngày hôm nay và chúng ta tiếp tục cùng nhau ở ngày 10 tháng 8 và Bitcoin sau pha tăng trưởng lên đến 30.200 và tối qua thì chúng ta cũng thấy được là Bitcoin lại có một pha tiếp tục lên test lại khu vực đỉnh cũ thêm một lần nữa nhưng mà cái nỗ lực test này nó đã không thành công và vô hình chung nó đã tạo thành một cái mô hình hai đỉnh khá là xấu đối với cái mô hình giá hiện tại tại khu vực là 30.000 và ở đây chúng ta cũng có thể thấy được là cái áp lực bán khá là mạnh khi giá lên đến 30.000 thì liên tục xuất hiện hai cái áp lực bán cực kỳ lớn và rút râu nhanh chóng như thế này và dù sao thì đối với cái nhịp lên như thế này thì tối ngày hôm qua chúng ta cũng đã có lãi ở trong các cái lệnh short ở quanh cái khu vực 30.000 rồi và ở đây thì hiện tại giá nó cũng đã giảm về khoảng đâu đó là 600 đến 700 giá đối với Bitcoin thì chúng ta cũng đã chốt lãi được các cái lệnh này khá là ok thì vào trong ngày hôm nay thì chúng ta review lại và tìm để xem thử là cái nhịp thị trường thì hiện tại nó sẽ đi như cái nhịp như thế nào đầu tiên chúng ta sẽ thấy ở trên khung D1 là một cây nến đóng cửa tại khu vực là 29.580 và có hai râu nến là quét lại khu vực biên trên là 30.163 và khu vực biên dưới là 29.380 và điều quan trọng đó là thứ nhất giá nó đã về test lại đường MA34 và vẫn rút râu lên và vẫn đóng cửa ở, ở trên đường MA34 ở trên khung D1 cho nên tạm thời đối với ở trên khung D1 thì chúng ta thấy được rằng giá nó vẫn đang duy trì được trên cho một cái nhịp đà tăng mặc dù trước đó là một pha giảm điều chỉnh vào tối ngày hôm qua tuy nhiên là khi mà giá nó rút râu lên và vẫn giữ được trên cái biên của khung D1 và đường MA34 thì chúng ta vẫn ghi nhận đây là một cái nỗ lực để duy trì cái nhịp đà tăng cho nên tạm thời khi mà giá nó đã về đến đây rồi thì chúng ta phải nên quan sát để xem thử là cái lực tăng này liệu nó có tăng mạnh hay là không và chúng ta sẽ đi vào trên khung H4 nhá còn lại ở trên khung D1 thì tạm thời giá nó vẫn đang giữ được trên đường MA34 thì chúng ta vẫn để ý và cận trọng các cái lệnh short ở đây nó vẫn rất là nguy hiểm đối với ở trên khung H4 thì tối qua trên cái buổi livestream mình cũng đã có nhắc nhở anh em và hiện tại thì giá nó đã có một pha về test lại điểm giao nhau của đường MA34 và 89 ở đây hai cái điểm cross này đó nó đã xuất hiện và cho một cái xu hướng khi mà 34 nó nằm lên trên khỏi MA89 thì cái xu hướng tăng nó sẽ tiếp tục quay trở lại một cách rất là mạnh mẽ và đặc biệt là khi sau cái pha một cây nến H4 đóng full thân nến như thế này và tiếp đó là một cây nến bật hồi lên ngay tại cái điểm giao nhau của MA thì chúng ta cũng có thể thấy là giai đoạn này giá thị trường nó đi khá là chuẩn theo các cái phân tích kỹ thuật thì có vẻ là ở đây giá nó đi khác so với những cái nhịp trước đây và nó cũng không phải là một cái hành vi thường xuyên xảy ra đối với Bitcoin đó là nó đi chuẩn theo cái các cái mô hình và theo các cái lý thuyết mà gần như đây là những cái nhịp theo mình thấy là nó có vẻ là nó sẽ có cái phản ứng tại những cái nhịp này theo một kết nào đó có chủ đích và đối với trên khung H4 thì chúng ta thấy là cây nến đỏ trước đó là một cây nến giảm cực kỳ lớn và sau đó là một cây nến xanh nó chỉ bằng một nửa so với là volume và một nửa so với thân nến trước đó mà thôi cộng với đó là cái volume mua lên nó sẽ yếu hơn so với cái volume bán ở trước đấy thì chúng ta tạm thời ghi nhận ở đây là cái lực mua lên nó vẫn đang khá là yếu mặc dù nó vẫn hỗ trợ được bởi cụm EMA 34 và 89 cross qua đây và về test lại ở đây rất là chuẩn rồi rất là tốt nhưng mà theo mình thấy đối với cái nhịp giai đoạn này thì chúng ta nên quan sát thêm một tí nữa thì nó sẽ an toàn hơn tại vì nó sẽ khác so với những cái nhịp trước đây khi mà nó đi trong một cái xu hướng chủ đạo ở trên những khung lớn là xu hướng tăng thì chúng ta sẽ tự tin hơn còn lại ở đây các cái khung lớn vẫn là cái xu hướng giảm và cái áp lực giảm điều chỉnh nó rất lớn đặc biệt là ở trên khung đến tuần cho nên là chúng ta cần phải cẩn trọng ở cái nhịp này và hiện tại cái vùng mà giá nó bật về đến đây thì chúng ta sử dụng công cụ Fibonacci thì cũng có thể thấy được rằng cái vùng này cũng chính là cái vùng mà ngày hôm qua mình đã có nhắc nhở anh em là vùng Fibonacci 0.5 ở 29.474 và hiện tại thì giá nó đã đóng về thùng khỏi vùng Fibo và rút lên đóng cửa ở trên vùng Fibo này cho nên là tạm thời ở cái nhịp này thì khoảng tầm 60 đến 70% nó cho chúng ta thấy ở trên H4 và D1 là một cái xu hướng tăng và đây là một cái nhịp test lại cái điểm cần về test để lấy cái thanh khoản đủ lớn tuy nhiên là chúng ta cần phải vào những cái khung nhỏ hơn để confirm lại cho cái xu hướng giá này và đặc biệt đó là ở trong khung H1 thì khi mà chúng ta đi vào trong khung H1 thì anh em có thể thấy là chúng ta đã có một cái mô hình hai đỉnh rồi một cái mô mô hình hai đỉnh khá là rõ ràng và giá ở đây nó cũng đã phá vỡ ra khỏi cái đường neckline tức là cái đường cạn của cái mô hình hai đỉnh này và phá vỡ và xuyên thủng sau đó là hiện tại thì nếu mà nhìn theo H1 thì chúng ta sẽ có được là một cái pha lên backtest lại ở cái đường neckline và sau đó là cần confirm cho một cái xu hướng giảm tiếp đối với cái mô hình hai đỉnh này thì đây là cũng là một cái đấy nó đi khá là chuẩn theo các cái lý thuyết về phân tích kỹ thuật cho nên chúng ta nên cẩn trọng và nên quan sát và cái điểm quan sát của mình ở đây đó chính là việc H1 nó có vượt qua được khỏi cái đường MA34 này hay không trong trường hợp H1 đóng nến vượt trên khỏi đường MA34 và cần là sau đó có những cái cây nến xanh tiếp tục thì mình sẽ ủng hộ cho cái đà tăng đó nó sẽ được thuận xu hướng trên các cái khung như H1 và H4 cũng như là D1. Còn lại đối với trên H1 hiện tại là nó đang hình thành mô hình như này thì cái điểm này mình sẽ quan sát cẩn thận ở đây mà sẽ không có vội vàng vào lệnh thì chúng ta nên quan sát thêm ít nhất khoảng tầm 1 đến 2 cây nến H1 nữa và sau đó chúng ta sẽ xem thử là cái mô hình giá nó đi như thế nào. Liệu nó có vượt qua được khỏi cái vùng neckline, cái vùng cản ở đây để đi lên và cần ủng hộ cho cái xu hướng tăng ở trên khung H4 và D120. Và trong cái trường hợp nếu mà chúng ta thấy được là cái lực hồi lên thì khả năng cái nhịp này nó cũng sẽ dẫn cho chúng ta đến những cái vùng giá rất là cao. Nếu mà sáng ngày hôm nay và trong ngày hôm nay nó đi lên được, vượt lên được thì chúng ta sẽ thấy được rằng giá nó sẽ đi lên đến những vùng cao và chúng ta sử dụng công cụ Fibo để test xem thử là liệu rằng cái vùng giá này nó sẽ dẫn chúng ta đến đâu. Nếu cái vùng test lại ngày hôm qua 29.386 là cái đáy của cái giai đoạn này thì cái vùng giá nó có thể đưa chúng ta lên đến vùng Fibo đầu tiên đó là vùng 30.900 là sẽ test là ở quanh các cái ngưỡng trên của cái giai đoạn sideway ở trước đó là đỉnh cũ 31.000, 30.900 và sau đó vùng tiếp theo đó là 31.846 thì cái vùng này nó cũng khá là hợp lý tại vì đây sẽ là vùng đỉnh cũ của cái giai đoạn trước cho nên chúng ta sẽ quan sát phản ứng giá và target ở hai cái vùng này. Vậy nên trong các cái trường hợp nếu mà chúng ta bị miss một vài các cái entry ở đây để chờ đợi thêm một đến hai cây nến nữa thì nó cũng không phải là một cái vấn đề gì đó quá lớn và chúng ta nên chấp nhận được tại vì nên ưu tiên các cái rủi ro khi chúng ta giao dịch. Còn trong cái trường hợp mà xấu hơn tức là H1 này nó thủng và nó tiếp tục không vượt qua qua được và nó tiếp tục thủng khỏi khu vực đáy là 29.380 tức là 29.400 đấy ở quanh cái vùng đó thì chúng ta sẽ tiếp tục cho một cái xu hướng giảm và khả năng đó là sẽ là một cái nhịp giảm mạnh và đây chính là những cái cây nến fake out của trên khung H4 và nó sẽ tiếp tục quay trở lại cái xu hướng giảm mà thôi và đối với cái nhịp giảm này nếu mà nó gãy khỏi cái vùng hỗ trợ hiện tại là 29.200 29.300 này thì khả năng là mình nghĩ là cái khu vực 29.000 cũng như 28.800 nó sẽ không có đỡ được cho giá quá lâu đâu và nó sẽ về đến những cái khu vực khả năng là thấp hơn nữa cho nên vùng này chúng ta quan sát cực kỳ cẩn thận cho mình và đặc biệt trong ngày hôm nay là ngày có tin tức về chỉ số CPI và lúc 19 giờ 30 tối ngày hôm nay cho nên là khả năng thị trường nó cũng sẽ đi một cách rất là cẩn thận và anh em cũng nên giao dịch hết sức cẩn thận trong ngày hôm nay để tránh những cái trường hợp nó làm giá trước khi có tin tức xảy ra. Bên cạnh đó chúng ta sẽ đi xem xét những cái chỉ số khác. Đầu tiên đó là ở BTC.D thì chúng ta thấy được rằng cái nhịp này nó đi dom nó cũng đi theo đúng cái nhịp của Bitcoin thì chứng tỏ cái dòng tiền nó đang quay trở lại cho Bitcoin và không có phải là một cái dòng tiền ủng hộ quá nhiều cho Oncoin và USDT.D vẫn tiếp tục là một cái xu hướng hồi phục lên trong cái pha ngày hôm qua mặc dù hiện tại thì nó đã gãy đi cái xu hướng tăng trước đó nhưng mà ở đây thì có khả năng là nó sẽ hồi phục lên test lại cụm đường MA 3489 và hiện tại nếu ở đây chúng ta quan sát USDT.D tiếp tục cho một cái xu hướng giảm đi xuống thì toàn bộ thị trường chúng ta sẽ được hưởng lợi và tiếp tục được tăng lên và hiện tại sau cái pha giảm giá tối ngày hôm qua của Bitcoin thì mình để ý có một số các cái đồng altcoin nó cũng khá là cứng và gần như nó không có bị giảm bao nhiêu cả thì đó cũng là những cái tín hiệu khá là tích cực cho những cái dự án on Coi. vì thế cho nên chúng ta nên quan sát cẩn thận ở cái giai đoạn này và sau đó nếu mà cái lực hồi phục và cái lực tăng nó trụ vững và nó tốt thì chúng ta nên có thể cân nhắc là lựa chọn một số các cái đồng Oncoin cứng và không có bị giảm giá nhiều khi mà bitcoin điều chỉnh để chúng ta giao dịch thì đó cũng là một cái cách giao dịch hợp lý để tối ưu được cái lợi nhuận ở cái giai đoạn bây giờ và cái điều quan trọng nhất trước khi chúng ta giao dịch là chúng ta phải xác định được cái xu hướng giá xu hướng của thị trường hiện tại và hiện tại ở đây thì như mình nói thì khoảng 70 phần nó đang ủng hộ trở lại cho một cái xu hướng tăng khi mà nó test lại cụm đường ma ba ở đây cho nên ở đây thì chúng ta hết sức cân nhắc. Và đối với các cái lệnh short Bitcoin có lãi thì mình cũng ưu tiên anh em nên chốt lãi dần đi thì nó sẽ an toàn hơn tại vì vùng này chúng ta vẫn chưa biết khả năng giá nó sẽ xảy ra như thế nào. Đối với DSI thì hiện tại là nó vẫn tiếp tục duy trì trong một cái trạng thái là xu hướng tăng và đang nằm sideways nhưng mà không có tăng trưởng mạnh. tiếp nhưng mà vẫn nằm ở trên đường MA và vẫn duy trì ở vùng khá là cao ở trên này. Điều này cũng khiến cho giá vàng liên tục giảm mạnh và cái điều giá vàng giảm mình cũng đã dự báo và cũng đã báo cho anh em từ đầu tuần cho đến bây giờ và hiện tại nó đang đi khá là tốt. Các cái vùng từ đầu tuần của chúng ta đó là ở quen vùng 1940, 1945 thì hiện tại nó cũng đã giảm về đến 1915 rồi và tại đây thì có khả năng là vàng nó sẽ có một cái nhịp hồi phục nhẹ tức là một cái nhịp hồi phi ở quanh cái ngưỡng khoảng 1913, 1915 uh, thì chúng ta có thể quan sát để đánh nhịp hồi ở đây nhưng mà tất cả các lệnh buy hiện tại đối với con vàng thì nó đều rủi ro cho nên anh em cũng hãy cẩn thận hết sức giúp mình nhé và cái xu hướng chính của nó vẫn là cái xu hướng giảm cho nên chúng ta có thể cân nhắc chờ lên thì chúng ta có thể sell xuống đối với phần tin tức thì như ở đầu video mình có nói là tối ngày hôm nay vào lúc 7 giờ 30 tối tức là 19 giờ 30 chúng ta sẽ có cái thông tin cực kỳ quan trọng đó là chỉ số CPI của tháng này và core PPI cũng như là tỷ lệ trợ cấp thất nghiệp và hiện tại thì giai đoạn này nó sẽ khác so với tháng trước đó là CPI đang được dự kiến sẽ ra ở cái con số là 0,2% đối với là tháng trên tháng và cái điều này nó sẽ kéo cho cái chỉ số CPI trung bình của năm lên đến con số là 3,3% tức là tăng trưởng hơn so với tháng trước và tháng trước của chúng ta là 3,0% và nếu bây giờ CPI ra lại cái con số là 3,3 tức có nghĩa là CPI đã tăng trưởng lên lại và lạm phát lại tiếp tục quay trở lại và tăng lên thì đây là một cái tín hiệu cực kỳ xấu cho thị trường vậy nên trong cái trường hợp nếu cái điều này xảy ra thì mọi người cũng hãy cân nhắc và cẩn trọng hết sức giúp mình tại vì đây là một cái tín hiệu rất là xấu cho thị trường ở giai đoạn bây giờ hiện tại các chỉ số như chỉ số tham lam và sợ hãi ở trên thị trường vẫn duy trì ở một cái mức khá là cao 53 điểm thì chứng tỏ thị trường hiện tại vẫn đang khá là lạc quan đối với cái tình hình chung còn lại ở trên trang web coi glass thì chúng ta thấy được rằng sau những cái pha lên và xuống liên tục của thị trường thì cũng khiến cho các cái dòng tiền nó bị ảnh hưởng theo cái nhịp giá đi của bitcoin và cái volume hai bốn giờ qua nó cũng đã giảm hơn so với ngày hôm trước và cái tỷ lệ thanh lý hai mươi bốn giờ qua chúng ta có năm mươi sáu triệu đô và đa số chắc chắn là vẫn là các cái lệnh long vậy là chúng ta đã có ba ngày liên tục thanh lý đảo chiều tức là một ngày thanh lý long sau đó là ngày thanh lý short và tiếp tục sau tiếp theo là một ngày thanh lý long nữa thì chứng tỏ giai đoạn này là một cái giai đoạn hết sức khó để giao dịch đối với những cái nhà đầu tư và đặc biệt đối với những anh em nào mới thì chúng ta sẽ bị không có quen với cái nhịp và chúng ta sẽ không có phản ứng kịp đối với những cái nhịp thị trường như thế này thì chắc chắn là khoản của chúng ta sẽ bị ảnh hưởng rất là nặng nề. Vậy nên lời khuyên của mình đó là anh em hãy giao dịch một cách cẩn thận và tốt nhất là chúng ta nên đi với một cái số vốn nó vừa phải cũng như là đi với một cái đòn bẩy nó vừa phải thôi, đừng có đi đòn bẩy quá cao. Phe long, fair bearish và bullish ở trên thị trường thì hiện tại vẫn đa số đang nghiêng về cái xu hướng là cho rằng thị trường vẫn còn các khả năng có thể quay trở lại và tăng lên. Và các lệnh long ở đang được mở ra ở trên các sàn đang chiếm áp đảo cực kỳ lớn sau cái pha đóng nến ngày vừa rồi. Thì hiện tại là trong 4 giờ thì có đến 54% tỷ lệ là lệnh long đang được mở ở trên tất cả các sàn và 12 giờ qua thì có tỷ lệ long và short thì nó mới cân bằng còn lại về ngắn hạn sau cái pha hồi phục của cây nến H4 vừa rồi thì gần như là tỷ lệ số lệnh long được mở ra rất là lớn khối lượng order book hiện tại thì thị trường nó đã bắt đầu quay trở lại một cái bức cân bằng khi mà thị trường đảo lên đảo xuống mà hiện tại nó đang nằm ở cái khu vực khá là quan trọng và nhạy cảm và chúng ta đang thấy được là vùng mua đang đặt ở khoảng vùng là 29.100 đến 29.200 và vùng bán đang đặt ở quen cái ngưỡng là 30.000 thì có vẻ là một cái kịch bản nữa trong ngày hôm nay đó là thị trường nó sẽ đi sideways giữa hai cái biên độ này tức là đi sideways trong một cái biên độ khá là rộng và nó sẽ đi ở đâu đó khoảng quanh cái ngưỡng là 29.800 cho đến là khoảng ngưỡng dưới là 29.300 thì có khả năng đó cũng là một cái kịch bản mà nó sẽ xảy ra để chờ cái tin tức CPI nó sẽ công bố và như cái hoạch ban đầu thì hiện tại là tất cả các cái trên khung H4 và D1 nó đều cho chúng ta thấy đó là một cái xu hướng tăng có thể là vẫn duy trì và vẫn tiếp tục được nhưng mà chúng ta nên quan sát cho mình thêm một hoặc hai cái nến nữa ở trong khung H1 để xem thử là cái tín hiệu tăng này nó có được confirm hay không và nếu nó được duy trì thì tất cả các lệnh short chúng ta nên close lại để cho nó đạt Màu an toàn hơn trong cái giai đoạn bây giờ. Ok những cái thông tin chi tiết hơn thì mình sẽ cập nhật thêm cho anh em bám sát theo thị trường ở trong channel telegram và các cái kèo mình sẽ tiếp tục cung cấp cho mọi người. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cố gắng bám đuổi theo cái nhịp sóng của thị trường và hy vọng là nó sẽ duy trì được cái nhịp ở đây thì chúng ta sẽ đến tiếp một cái nhịp sóng tăng nữa trong ngày hôm nay và chúng ta sẽ cố gắng tận dụng cái khoảng thời gian từ giờ đến trước cái lúc có tin CPI và đừng quên tối ngày hôm nay vào lúc 19h30 thì mình sẽ có một cái buổi livestream trước đó khoảng 30 phút trước cái giờ ra tin tức vào lúc 19h thì mình sẽ bắt đầu cái buổi livestream thì anh em có thể sắp xếp và chúng ta sẽ tham gia để cập nhật tin hiện tại cái thời điểm mà thị trường ra tin tức đó nhé rồi những anh em nào đang có những cái câu hỏi hoặc thắc mắc nào hoặc mọi người đang bị kẹt những cái lệnh nào anh em có thể comment ở bên dưới video này giúp mình và mình sẽ đọc và trả lời hết tất cả những cái comment của mọi người cũng như là hỗ trợ thêm những các cái góc nhìn và cập nhật thêm cái thị trường tại những cái thời điểm nó chính xác hơn tại vì đôi khi video này lên thì thị trường nó đã đi được một cái khoảng thời gian và nó sẽ bị chênh lệch một vài các cái nhịp đối với thị trường chung chúc tất cả anh em chúng ta có một ngày mới giao dịch thật là thành công và tuyệt vời nhé xin cảm ơn tất cả mọi người